nhân thịt chó. Thuở xưa, đời nhà Lương, vua Võ Đế có quen một vị hòa thượng hiệu là Chí Công. Hằng ngày trò chuyện với nhau rất thân thiết. Hoàng hậu tên là Hy Thị, thấy vậy bèn can gián nhà vua đừng chơi với người ngu tăng ấy. Nhưng vua Võ Đế chẳng hề nghe, cứ giao du như thường. Hoàng hậu giận lắm, toàn lập mưu hại ngài Chí Công, bèn lén dùng thịt chó làm nhân bánh, rồi sai người đem bánh ấy đến chùa mà trai tăng. Ai ngờ Hòa Thượng Chí Công đã biết trước, nên dự sắm áo tràng rộng tay, làm bánh chay bỏ vào, rồi khi trai tăng, lén bỏ bánh mặn trong tay áo, lấy bánh chay ra ăn. Bà Hy Thị đợi tin hòa thượng ăn rồi, tức thì tâu với vua rằng bánh ấy tiếp dùng thịt chó làm nhân, ông Chí Công ăn mà không biết, thiệt là người phàm ngu muội, không có đạo đức trí tuệ gì cả. Nay bệ hạ còn làm bạn nữa chăng? Vua nghe nói nổi giận, liền mang gươm đến chùa mà giết hòa thượng. Khi ấy ngài Chí Công cũng đã biết trước, nên ra ngoài cửa chùa đứng đợi. Lúc vua ngự đến trông thấy hòa thượng thì hỏi rằng: ông ra đứng đây mà làm chi? Ngài Chí Công cũng đáp: bần tăng biết bệ hạ đến để giết bần tăng, nên bần tăng ra đây đứng để đợi. Nếu bệ hạ mà vào chùa mà giết hại thì ô uế chốn già lam, càng tội nghiệp lắm. Vua nghe thấy thế kinh hồn, chắp tay niệm Phật và sám hối, rồi liền mời hòa thượng vào chùa mà hỏi rằng: ngài đã tiên tri được như vậy, vì sao còn ăn làm bánh thịt chó mà không biết? Ngài Chí Công bèn đáp rằng: muôn tâu bệ hạ, bần tăng có ăn đâu. Tâu rồi, ngài liền thỉnh vua ra sau vườn, dạy người đào lấy bánh thịt chó lên, thấy vẫn còn đủ 120 cái. Hòa thượng bèn lấy nước tịnh thủy phun vào, tức thì mỗi 10 bánh hiệp lại thành một con chó, hình thể vận động như thường. Vua thấy vậy thất kinh, mới biết pháp lực thần thông của ngài Chí Công thiệt là cao cường quảng đại, liền trở vào chùa hết lòng lễ sám hối những sự lỗi lầm. Từ ấy Võ Đế càng yêu mến hòa thượng Chí Công hơn. Trái lại bà Hy Thị thấy thế lại càng giận thêm, nên sai khiến kẻ hầu hạ đến chùa lấy kinh sách đem ra đốt hết. Đến niên hiệu Thiên Giám, bà mang bệnh nặng rồi phải từ trần, rồi bào thai làm rắn mãng xà ở sau hậu cung, ẩn mình không cho ai thấy. Thừa khi ban đêm, bà lại mách điềm chiêm bao cho nhà vua Võ Đế rằng: khi thiếp còn sống ăn ở bất nhân, tổn vật hại người, làm điều tham độc, vì cớ ấy nên nay thiếp phải làm thân mãng xà. Thân đã dài, vóc lại lớn, bò lết không nổi, đói không có chi ăn, khát cũng chẳng có chi uống, cực khổ nhiều bề. Còn mỗi trong chân vải lại có thứ độc trùng đeo vào cắn rứt da thịt, đào thắt ruột gan, thật là khó chịu. Thiếp nghĩ vì thiếp cùng bệ hạ vẫn là tơ duyên chỉ nợ, tình nghĩa vợ chồng, mà nay thiếp bị đọa ra thân súc sanh thế này, bệ hạ nỡ lòng nào hưởng thọ phú quý một mình mà không tìm phương chi cứu thiếp. Nên xin bệ hạ từ bi thỉnh thầy làm chai độ, hóa giải cho thiếp. May nhờ Phật Pháp hộ trì, thoát ra khỏi vòng ác báo, thì thiếp cảm ơn đời đời. Vua Võ Đế nghe rồi bèn thức dậy, rầu rĩ khóc lóc một hồi. Sáng ra truyền lệnh rước các thầy sa môn nhóm tại điện mà hỏi rằng: vậy trong hàng chư tăng, ai có phép chi cứu giải hoàng hậu khỏi điều tội khổ chăng? Hòa thượng Chí Công tâu rằng: buồn tàu bệ hạ, tội của hoàng hậu rất nặng, xin bệ hạ hãy thiết lập đàn tràng lễ bái sám hối thì mới cứu được. Vua Võ Đế bằng lòng, liền cầu hòa thượng Chí Công soạn ra 10 quyển sám văn, rồi thiết đàn trong cung là chay 3 tháng, cầu sám cho hoàng hậu. Có một hôm kia, khi trai đàn cần mãn, có mùi hương nồng nã bay khắp trong cung điện. Vua Võ Đế ngước mắt ngó lên trời, thấy có một nàng con gái nhan sắc tuyệt trần, đứng giữa hư không mà chắp tay tâu cùng vua rằng: thiếp đức nhờ công đức của bệ hạ cầu sám hối, đã thoát được thân mãn xà và sanh về cõi trời Đao Lợi, nên thiếp phải hiện thân ra cho bệ hạ thấy để làm chứng nghiệm vậy. Thôi, mấy lời cảm tạ, kính chúc bệ hạ ở lại bình an. Bà nói rồi liền ẩn mình không thấy nữa. Khi ấy vua Võ Đế nửa mừng nửa khóc, khôn xiết sự tình, bèn lui vào cung, mời Hòa Thượng Chí Công mà hỏi rằng hoàng hậu của trẫm buổi còn sống hết sức thù ghét hòa thượng là túc duyên, làm sao mà gây ra cừu oán như vậy? Ngài Chí Công tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, sự cừu oán duyên do kiếp trước có một vị trụ trì và một vị giám tự ở chung một chùa. Trong chùa ấy có cái đôn để nước, dưới chân cái đôn có con thiện trùng thường thường kêu trong khi ban đêm. Tiếng kêu của nó inh ỏi như thể tiếng con dế hay con vạc sành vậy. Thường khi ông trụ trì tới đó lấy nước súc miệng, rửa mặt, thì cũng chúng nguyện cho con ấy mau mau thoát đặng cái thân súc vật mà sanh về đường nhân luân. Một bữa kia, ông trụ trì đi khỏi, ông dám tự ghét con thiện trùng đêm nào cũng kêu, và làm cho lòng ông không được thanh tịnh, và chẳng cho ông giấc ngủ thẳng giấc. Nên ông bèn bắt con ấy, lấy dao cắt ngang giữa lưng làm hai, rồi cũng bỏ lại dưới chân đôn như cũ. Qua bữa sau ông trụ trì về, trót đêm không nghe thấy tiếng con thiện trùng kêu nữa, bèn kiếm dưới chân đôn thì thấy nó đã chết rồi. Ông thương khóc niệm Phật, chú nguyện cho nó, và lấy một miếng vải đỏ buộc vào chỗ lưng bị cắt, rồi đem chôn sau vườn chùa. Buông tâu bệ hạ, con thiện trùng ấy tức là kiếp này làm thân hoàng hậu, còn vị giám tự là kiếp này làm thân của bằng tăng đây. Vì vậy oan gia gặp nhau toàn đòi nợ trước. Nếu tôi kiếp này tu hành lơ láo thì có thể nào thoát khỏi bàn tay của hoàng hậu? Vua Võ Đế nghe nói liền gật đầu mà đáp: hèn gì hoàng hậu của trẫm thường thường buộc sợi dây đỏ ngang lưng, không khi nào rời bỏ, mà trẫm không biết cớ làm sao. Có một đêm hoàng hậu ngủ mê, trẫm liền mở sợi dây ấy ra, thì hoàng hậu nói rằng đau lưng, rồi lấy sợi dây ấy buộc lại vào, tức thì không đau nữa. Nay hòa thượng bày tỏ sự tình như vậy, thì biết Phật nói nhân quả thiệt là không sai. Từ ấy vua Võ Đế lại càng tin tưởng Phật pháp, trọng đãi chúng tăng, và nguyện một lòng phụng sự Tam Bảo, sám hối với heo. Tôi tên Thùy Hương, pháp danh Diệu Lan, năm 38 tuổi, tức 2017. Tôi sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có nhân duyên lớn với Bồ Tát Địa Tạng. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây cũng nhờ trì tụng kinh Địa Tạng và thành tâm sám hối, nên căn bệnh viêm họng hạc, biến chứng sang bệnh viêm xoang của tôi đã lành hẳn. Không những thế, còn giúp tôi nhớ lại một tiền kiếp của mình. Năm tôi 18 tuổi, khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi phát hiện ra mình bị một chứng bệnh lạ. Khoảng 3 đến 5 giờ sáng mỗi ngày, khi giấc ngủ sai nhất, tôi đều bị ngứa cuốn họng. Tôi ngứa đến nỗi phải thò tay vào trong họng để gãi, hay khọt khẹt rất mạnh trong cổ cho đã ngứa. Vì lười biếng đi khám nên tôi toàn ra hiệu thuốc tây, nói triệu chứng và mua thuốc về uống. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải đi bệnh viện khám vì quá khó chịu. Bác sĩ của bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh chẩn đoán tôi bị viêm họng hạc mãn tính, cả đời phải sống chung với nó, dù có chữa cũng không khỏi. Nghe vậy tôi đành chấp nhận, vì bác sĩ đã nói vậy thì làm sao mà chữa hết được. Cứ thế tôi uống thuốc ngày qua ngày tháng nọ. Một năm có 365 ngày thì tôi uống không sót một ngày nào. Nếu như quên thuốc một ngày thì tờ mờ sáng hôm đó lại ngứa cổ ngay. Đến năm 23 tuổi, một người bạn chỉ tôi đi đốt những nốt hạt trong họng. Tôi cũng đi, và đây quả thật là khoảng thời gian khá thoải mái vì tôi không còn cảm giác ngứa nữa. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, tôi lại trở lại với triệu chứng ngứa cuốn họng như lúc trước. Một lần nữa tôi lại đi đốt các hạt viêm trong họng mình. Cũng như lần trước, sau khoảng thời gian ngắn là bệnh tôi lại tái phát. Lần này tôi lại đến bệnh viện xin đốt hạt viêm. Sau khi thăm khám, bác sĩ bảo rằng không thể và cũng không nên đốt, vì cuốn họng bên trong của tôi giờ đã mỏng lắm rồi. Nghe vậy tôi rất buồn, vì lại phải làm bạn với thuốc cả đời. Tôi luôn tự hỏi vì sao người khác chữa bệnh thì hết, còn tôi lại không. Khi lập gia đình, tôi sinh đứa con đầu lòng. Trong khoảng thời gian ở cữ, tự dưng tôi nghe hơi thở của mình có vị tanh. Vì nghĩ cơ thể vừa trải qua chuyện sinh nở nên còn yếu, tôi để mặc nó với niềm tin là ra tháng sẽ hết. Nhưng không, tôi vẫn ngứa cuốn họng và hơi thở vẫn thấy mùi tanh. Tôi liền đi khám và lần này bác sĩ thông báo với tôi rằng tôi bị vẹo vách ngăn, bệnh viêm họng hạt đã biến chứng sang bệnh xoang. Vậy xem như cả đời này tôi phải sống chung với bệnh viêm xoang. Vì có lẽ ai cũng biết, viêm xoang khó mà chữa lành bệnh. Tôi uống đủ thứ thuốc, ai chỉ gì thì tôi uống nấy. Bệnh tuy không nặng hơn nhưng cũng không thuyên giảm chút nào. Cho đến khi hội đủ duyên lành, tôi biết đến kinh Địa Tạng. Ban đầu tôi chỉ đơn giản trì tụng xong là hồi hướng cho chúng sanh. Nhưng càng về sau, bệnh tật bức bách, tôi muốn đem công đức tụng kinh để cầu được gặp thầy hay thuốc giỏi để chữa lành bệnh viêm xoang. Khi tìm hiểu về giáo lý nhân quả, tôi tự suy diễn rằng những kiếp trước của mình buộc mũi câu nên kiếp này bị viêm xoang hành hạ. Tôi tự suy nghĩ như vậy nên ung dung trì tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho chúng. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại thì tự mắc cười vì suy diễn của mình. Có lẽ do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã trì tụng kinh Địa Tạng nên tôi thường gặp cảm ứng khi trì tụng. Ngày nào như ngày nấy tôi trì tụng đều đặn, cứ sắp xếp được giờ nào thì tôi tụng theo giờ ấy. Ngày nào cũng tỏ lòng kính ngưỡng với Bồ Tát Địa Tạng. Cho đến một buổi trưa năm 2012, như thường lệ, tôi đang cung kính tụng kinh thì có một hiện tượng rất lạ sẽ đến với tôi. Giữa ban ngày ban mặt, tôi đang rất tỉnh táo tụng kinh, bỗng dưng thấy chung quanh mình rất nhiều heo. Nằm kế bên tôi là con heo nái đang mang thai, xung quanh là các con heo khác nhiều vô kể. Tôi định thần nhìn kỹ lại, rõ ràng là chúng đang nằm ngoan ngoãn nghe tôi trì kinh, hình ảnh rất thực, cho là mình đang bị ảo giác. Tôi xếp bằng theo kế kiết già, nhắm mắt tĩnh tâm, hầu xua đuổi những vọng tưởng không mong muốn. Lạ kỳ thay, khi tôi định thần, tâm như nhập vào cõi hư không thì thấy một hình ảnh rất rõ. Tôi thấy một người đàn ông mập mạp đeo tạp dề, chân mang ủng có râu vai nón, tạp dề váy đầy máu. Ông ấy thằng thoát dùng con dao cắt cổ những con heo. Có một con heo con vì biết mình sắp chết nên ghì chặt hai chân sau xuống nền nhà, miệng kêu en ét nghe rất thê lương. Nhưng với sức mạnh của một người đàn ông vạm vỡ, ông lòi hai chân trước của nó đi được một đoạn, và cuối cùng con heo ấy cũng bị giết chết. Tôi thấy rất rõ và chân thật như đang ở đó vậy. Trong cái cảnh tôi đang thấy thì tầm 4 đến 5 giờ sáng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, tôi lại chìm vào an nhiên để cho tâm thanh tịnh khoảng 20 phút. Tôi mở mắt ra, thật kỳ lạ, bầy heo chúng vẫn nằm đó rất ngoan, không ồn ào gì cả. Chợt hiểu ra, nhờ oai thần của kinh, tôi vừa thấy kiếp trước của mình là một gã đồ tể chuyên mổ heo. Lúc này tôi thực sự chấn động. Buồn quyển kinh đang còn trì tụng dở dang, tôi quay lại, vừa dập đầu vừa khóc, vừa sám hối tội lỗi. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi khóc to đến như vậy. Tôi lại không biết bao nhiêu lại, sự ân hận lên đến cực điểm. Tôi cứ lại, miệng thì liên tục sám hối và nước mắt tuôn ra không ngớt. Và cứ thế từ từ đàn heo như tan dần vào không trung. Do tôi quá nhập tâm lại và sám hối nên cũng không để ý là tôi đã không còn trông thấy đàn heo ấy nữa. Kể từ đó ngày lại ngày, tôi đều đặn chân thành sám hối tội lỗi của mình, không những với bầy heo mà với tất cả những loài vật mà tôi đã từng giết hại. Thời gian sau đó, cũng trong những lần tụng kinh Địa Tạng, những hình ảnh tiền kiếp lại hiện lên trước mắt tôi, điều là làm kiếp đồ tể. Tôi thấy gã đồ tể đó là người Trung Quốc, xem xét trang phục thì chỉ cách thời nay khoảng một thế kỷ là cùng. Tuy sát sinh nhiều, nhưng đôi khi gã cũng thắp nhang bái Phật, gã cũng giúp vài người no bụng, ai lỡ đường đến nhưng hết lộ phí tiền, gã cũng sẵn sàng hết đãi bữa ăn ngon. Có lần khi đang chặt thịt để bán, gã nhìn thấy có một người co rúm vì lạnh, gã cởi phăng cái áo đang mặc choàng lên người ấy. Một lần gã đang say sưa với công việc giết mổ, bỗng nhiên tôi nghe hự một tiếng, gã ngã lăn ra đất, tay chân cứng đờ, toàn thân không cử động được. Thì ra gã đã chết, chết ngay trong lò giết mổ của gã, có lẽ bị đột quỵ hay đại loại thế. Gã chết mà máu mồm hộc ra liên tục, mắt cứ trợn trừng không nhắm lại. một cái chết đau đớn. Tôi giật mình, mồ hôi tứa ra đầm đìa, sợ hãi tột độ. Sau lần đó, tôi không còn thấy những cảnh tiền kiếp ấy hiện ra nữa. Quay trở lại với căn bệnh viêm xoang của tôi. Tôi uống thuốc quả thật rất là ngán, uống từ năm 18 đến năm 34 tuổi. Chỉ nghỉ được một thời gian ngắn khi đốt những hạt viêm họng. Số tiền tốn vào tiền thuốc không biết là bao nhiêu mà kể. Nếu không uống thì lại ngứa cuốn họng. Vào khoảng thời gian 3 đến 5 giờ sáng, chính là khoảng thời gian đồ tể giết heo. Sau gần 2 năm tụng kinh sám hối tội lỗi kiếp xưa, nghiệp xấu tiêu tan, oán thù với bầy heo chắc đã được hóa giải, khiến tôi gặp một duyên lành. Có một người chỉ tôi dùng cây xương cá, hay còn gọi là cây dao, nấu lên và hít. Tôi cũng thử hít, tuy nhiên không hy vọng bệnh mình khá hơn, vì tôi đã thử quá nhiều cách rồi. Hơn nữa, đâu phải ai dùng cách này cũng khỏi bệnh đâu. Tôi nấu nước và hít đúng 21 ngày. Ban đầu rất khó hít, nhưng sau quen dần, tôi liền bỏ thuốc không uống nữa. Theo dõi vài hôm sau, tôi đã không còn bị ngứa cuốn họng nữa, hơi thở cũng không nghe tanh. Tôi đi chụp hình xoang thì bác sĩ báo cho tôi một tin rất vui. Lỗ xoang đã được thông, tôi đã hết bệnh. Tôi nghe bác sĩ nói vậy, liền chạy nhanh về nhà, vội quỳ trước bàn thờ và cảm ơn những con heo đã tha thứ cho tôi. Cảm ơn sự linh ứng màu nhiệm của Phật Pháp đã hóa giải mối oán thù từ nhiều đời nhiều kiếp giữa tôi và bầy heo. Cho đến nay, tức năm 2017, đã gần 4 năm, tôi không bệnh lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn chảy nước mũi. Xong chỉ cần nghỉ ngơi vài tiếng là khỏi, hiệu lực sám hối và trì tụng kinh, thật không thể nghĩ bàn. Chỉ cần thành tâm, y giáo phụng hành, thì khi đủ nhân duyên, mọi điều mong cầu tất sẽ linh ứng. Cho đến thời điểm này, mỗi ngày tôi đều phải sám hối, lòng luôn kính thờ, quy ngưỡng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đối với Ngài, tôi quả thật có nhân duyên rất sâu đậm. Bản thân tôi có nhiều chuyện linh ứng liên quan đến Ngài. Mong rằng những ai có nhân duyên với Tam Bảo đều hiểu sâu nhân quả. Ngoài việc tu tập làm thiện, còn luôn biết hồi hướng phước báo cho oan gia quá khứ, sám hối chân thành mọi ác nghiệp, để nghiệp nặng hóa nhẹ, nghiệp nhẹ hóa lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Vôn nhập người con gái. Ở Ninh Hòa, cách tỉnh Nha Trang 1 giờ lái xe, có một cô gái con một gia đình của người Tàu có tên là A Tú. Nàng có tướng mạo đẹp đẽ, mạnh mẽ như một nữ võ tướng. Tuy vậy, tâm tánh của A Tú lại rất hiền lành, thích đến chùa làm công quả, tụng kinh niệm Phật và may y phục cho quý thầy. Những mùa an cư, A Tú thường đến Phật Học Viện Hải Đức ở Nha Trang, phụ các dì nấu cơm, đem nước, cùng quý thầy trong dịp lễ tự, tứ mãn 3 tháng. Nhờ biết tu tập kính trọng chư tăng, siêng năng làm việc, nói năng chất phát, vui vẻ, nên từ trên hòa thượng đến dưới đại chúng và các dì đều thương mến A Tú. Vì tìm được không khí an tịnh và niềm vui trong thời gian ở chùa làm công quả, nên A Tú có ý định xin xuất gia làm đệ tử. Khi biết con gái mình có ý định xuất gia, cha mẹ A Tú rất mừng, vì hai ông bà và cả nhà rất trọng đạo, tổ tiên nhiều đời kính Phật quy y Tam Bảo. Nhưng ý định đi tu của A Tú không được suôn sẻ, vì cha mẹ đã hứa gả A Tú cho một cậu con trai, con một của ông bà Phú Hưng, một gia đình người Việt gốc Tàu, làm tiệm thuốc Bắc Minh Hòa rất khá giả. Nửa lòng thì muốn xuất gia làm ni cô, nửa lòng thì muốn lấy chồng giữ chữ tín cho cha mẹ đối với ông bà xui. Sự việc nguyện xuất gia của A Tú kéo dài tính gần 3 năm mà chưa thành. Chẳng may cậu con trai của ông bà Phú Hưng, người chồng tương lai của A Tú, bị tai nạn giao thông, qua đời, nên việc chọn đường đi tu của A Tú trở nên dễ dàng. Nhưng đến lúc sửa soạn vào chùa để xuất gia, thì bỗng nhiên nàng lên cơn điên dại. Bệnh điên của A Tú rất dễ sợ và khác thường. Mỗi khi A Tú lên cơn, nàng có đủ sức mạnh để lật ngược hay là lôi kéo một chiếc xe hơi đang chạy trên đường. Cả nhà và ai biết tới cũng đều kinh hoảng khiếp sợ. Vì vậy mà tay chân của A Tú luôn được trói bằng những sợi dây xích sắt to tướng. Mỗi khi A Tú lên cơn, nàng thét lên từng hồi, hai mắt đỏ ngầu như lửa. Rồi nàng vùng vẫy một lúc, cuối cùng các dây xích đều bị đứt từng khúc. Tiếng kêu loảng xoảng hòa với tiếng cười vang như thách đố, ngạo nghễ và kiêu chọc. rồi nàng ném các đoạn dây xích bị đứt vào tận xa tích trên không. Sở thích của A Tú khi lên cơn là nàng luôn tay giật lấy cái bóng đèn điện, rồi ăn ngấu nghiến như nhai những mẩu bánh mì nướng giòn. Những lúc ấy, A Tú thường nổi cơn giận dữ, nghiến răng, dậm chân và thoát ra giọng the thé nơi cái miệng đầy máu me với âm thanh của một gã đàn ông. Trời là kẻ đại gian ác bất công, trần gian là ngục tù, là dây đặt bóng tối. Những câu nói này thường bị đứt quãng vì nứt nghẹn và bực tức. Có điều lạ là A Tú đã lên cơn suốt gần 3 tháng nay, không hề chịu ăn uống gì cả, mà thân thể không hề bị sút giảm. Sức mạnh của A Tú còn tăng gấp mấy chục lần đối với lúc bình thường. Các bác sĩ giỏi trong các bệnh viện đều bó tay vì họ đã làm thử nghiệm đủ cách mà không tìm ra được bệnh lý của A Tú. Cùng đường, gia đình được người mách bảo, họ đã xiềng A Tú vào trong một chiếc xe bọc lưới sắt và đưa A Tú đến chùa Giác Hải ở làng Xuân Tử, nhờ Đại sư Vương Giác chữa trị bệnh vong nhập. Đại sư Vương Giác là thầy của chúng tôi, người chữa bệnh điên, do tà nhập quỷ ám rất thần hiệu. Thấy A Tú bị trói xích sắt, tỏ vẻ hung hăng vì giận dữ. Thầy chúng tôi chỉ nhìn thẳng vào mặt A Tú rồi niệm chú lăm răm. Một hồi A Tú quy phục và cúi đầu xuống đất. Thầy chúng tôi bảo người nhà hãy mở trói cho bệnh nhân. A Tú ngồi yên, không la hét nữa, không chạy nhảy và không bạo động. Thầy chúng tôi bèn nhắm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và trì 3 miếng chú Đại Bi vào trong chén nước trong, đem cho A Tú uống. Uống xong chén nước, tóc A Tú dựng ngược lên và xoay tròn như bị gió thổi mạnh vào một đám lao sậy. A Tú gục đầu xuống khóc nức nở, rồi kèm theo lời the thé của một vong thức đàn ông bằng tiếng Việt lơ lớ. Ta là một vong linh ngoài vòng cương tỏa, ai dám dùng danh nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm để hù ta, làm chướng ngại ước muốn của ta. Đại sư Vương Giác lên tiếng, ta là tỳ kheo, tự chiếu nhiên chú trì chùa Giác Hải. Ta nương vào thần lực của Đức Hóa Thân Bồ Tát Quán Thế Âm để khai tâm độ thoát cho nhà ngươi. Nhà ngươi mau nói rõ tên tuổi ra để ta điểm quá cho. Chơi si mê cố chấp theo ái kiến mà phải đọa đạt luân hồi ác thú trong kiếp này và vô lượng về sau, khổ cực vô tận, khó nguôi. Một âm thanh thê thế đàn ông như khó thở vì bị thương tích từ cuốn họng và bị giật tim, can. Thưa sư phụ, con tên là TMH, là chồng hụt của A Tú. Con chết vì tai nạn xe hơi khi đi chở hàng từ Sài Gòn tới Nha Trang. Xe lật xuống chân núi, con chết quá đột ngột, không thể đi đầu thai lại được. Vì thương A Tú nên con đi theo A Tú để được sống bên nhau, đầu cố ý làm hại A Tú. Đại sư Vương Giác hạ giọng thương xót cho lời khuyên. Ta đây thật không cảm nổi khổ đau của nhà ngươi. Thôi hãy chí thành quy y theo Phật và chí tâm sám hối niệm Phật theo lời ta dạy để được sớm giải thoát, đi đầu thai làm người, xả sạch oán thù. Nhà ngươi hãy đọc theo lời ta hướng dẫn. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài giúp con chuyển thế làm người. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài lấy nước cam lộ rửa sạch cho con mọi oan khiên. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài độ cho A Tú nhanh chóng khôi phục sức khỏe và tu học vững bền. Đại sư tiếp tục dìu dắt vong linh. Con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Pháp, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Tăng. Con đã quy y Phật rồi, không đọa vào địa ngục. Con đã quy y Pháp rồi, không đọa vào ngạ quỷ. Con đã quy y Tăng rồi, không đọa vào súc sanh. Khi Đại sư Vương Giác, thầy của chúng tôi, dẫn dắt vong linh kia lặp đi lặp lại 3 lần quy y Tam Bảo vừa xong, bỗng nhiên A Tú ngã lăn trên mặt đất chừng 5 phút rồi tỉnh dậy. Nhưng A Tú ngơ ngác không nhớ là chuyện gì đã xảy ra với mình. A Tú lành bệnh, sức khỏe bình phục, ngay lúc đó khiến cha mẹ và mọi người trong thân quyến hết sức vui mừng, rồi tất thảy nhiều người cũng biết tới. Nhờ thầy chúng tôi niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà chữa lành bệnh vong nhập cho A Tú. Thầy chúng tôi có bài thơ tặng gia đình A Tú mà tôi hãy nằm lòng như sau. lễ niệm Đức Quán Thế Âm hàng ngày, lễ kính mẹ hiền Quán Âm niệm vô biên, linh mạo gặp cơn rối rắm khổ đau, Quán Âm lễ niệm lệ sầu nhẹ vơi. Sống lòng dẫu có trùng khơi, Quán Âm lễ niệm Đức Trời chuyển trung. Muộn phiền oan nghiệp tương phùng, Quán Âm lễ niệm tâm thông thoát nạn. Mạng vong hồn phách cơ hàng, Quán Âm lễ niệm lạc ban hướng về. Nguyện mau chứng quả Bồ Đề, Ta Bà hóa hiển độ đời trầm luân. Bắt người thân chịu thiên nghiệp. Có một cậu bé gặp một nhà sư, hỏi: Thưa Thầy, người Việt Nam của ta có phong tục là khi đến ngày chết của thân quyến và tổ tiên thì làm dỗ để tưởng niệm. Nhưng họ lại tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, có khi lại sát sanh, cúng toàn đồ mặn cho người đã chết. Vậy người chết còn sinh thời thích ăn gì thì họ lại làm món đó để cúng. Theo Thầy, họ làm như vậy có lợi ích gì chăng? Người đã chết có hưởng được không? Ba mẹ cháu cúng cho bà nội cháu thì cúng đồ chay, còn làm đồ mặn cho họ hàng ăn uống và có mời vài người quen ăn nhậu nữa. Theo Thầy thì sao? Ba mẹ cháu làm như vậy có đúng không? Có ảnh hưởng gì đến vong linh bà nội cháu không? Thưa Thầy, ngày giỗ thì nên làm gì vừa có lợi cho người đã chết và người đang sống ạ? Hòa thượng trả lời: Thế gian thì việc này là chuyện thường, nhưng người hiểu Phật Pháp thì nên cẩn thận làm đúng theo Pháp mới tốt. Trong này khuyên người niệm Phật biết, việc cúng dỗ có ảnh hưởng khá lớn đến vong linh người chết. Nếu lợi dụng ngày dỗ kỵ của người quá cố mà làm tiệc linh đình, giết hại sanh vật để tiết đãi, sẽ tạo thêm tội cho vong linh. Nếu người chết còn bị kẹt vào chỗ nào đó, chưa được đầu thai, thì mỗi lần con cháu giết hại sanh vật để cúng tế, họ lại bị thêm tội vì nghiệp mà họ đang chịu trả báo. Nay bị con cháu gửi thêm nghiệp nữa, nghiệp sau, chồng nghiệp trước, biết chừng nào mới trả xong, thật tội nghiệp cho họ. Hòa thượng nói tiếp: Nếu con cháu biết được đạo lý này thì nên làm việc thiện lành. Những ngày cúng dỗ đều tổ chức niệm Phật tụng kinh, phóng sanh lễ vật để hồi hướng công đức. Ơn nghĩa này đối với họ lớn lao và quý quá biết chừng nào. Nếu họ đã đầu thai rồi mà con cháu vẫn cứ giết hại chúng sanh để hồi hướng cho họ, thì họ vẫn bị ảnh hưởng chứ làm sao tránh khỏi. Ví dụ như một người chết rồi đầu thai làm chó chẳng hạn, đây là vì ngu muội mà sanh vào loài súc sanh. Con chó vì thương con cháu trong gia đình nên sẽ trở lại trong nhà để phục vụ cho con cháu. Nếu người thân nhận biết, làm việc thiện, hồi hướng cho người đó, cầu cho họ dù đang ở trong cảnh giới nào cũng nương theo công đức này mà sớm tỉnh ngộ, tu hành niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nhờ lòng thành mà được cảm ứng thì con chó đó có thể được hóa kiếp hay siêu thoát. Vấn đề dỗ chay, đãi mặn thì chẳng khác gì, vì thực sự mang tiếng là dỗ chay, đặt mâm cỗ chay trên bàn thờ so với tràn ngập thịt cá trong bàn tiệc, thì mấy món chay trên bàn thờ chính là hình thức giả tạo, làm sao che lấp được sự thật ê chề, say sưa, tí lý, hình thức trống rỗng. Tâm ý giả tạo có cảm thông được gì? Bắt sinh vật cắt cổ, mổ ruột để nhậu trong ngày giỗ mà gọi là giỗ chay, thật là trớ trêu, ngang ngạnh. Càng giả tạo càng làm cho các oan hồn của những chúng sanh bị giết hại càng thêm hung hãn, càng thêm căm thù, thù chất thêm thù, oán càng ngày càng khốc liệt. Vậy thì người biết tu hành, những ngày giỗ kỵ ông bà nên làm chay thanh tịnh mới tốt, tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cho vong linh, cầu xin vong linh sớm siêu sanh tịnh độ. Nên giảm chế các hình thức ăn nhậu say sưa, tuyệt đối đừng sát hại sanh vật. Đừng nên lợi dụng ngày giỗ của ông bà, cha mẹ mà giết hại sanh vật, làm đám tiệc linh đình để trả ơn nghĩa thế gian. Nếu sơ ý, vừa tội nghiệp cho ông bà, vừa cất thêm nghiệp chướng cho chính mình. Nhân quả này không dễ gì trả được đâu. Không những vậy, nhân ngày giỗ kỵ này, con cháu nên ăn chay phóng sanh, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, cầu cho vong linh được tiêu nghiệp, tăng phước. Chỉ cần nhang đèn, qua quả với vài món tinh khiết để tỏ lòng thành kính. Nếu nhà nghèo quá thì chén nước lạnh trong sạch với hoa quả, một nén hương là cũng đủ để tưởng niệm rồi. Cần gì đến hình thức linh đình mà bị khó khăn. Mời đồng tu đến tụng kinh niệm Phật. Hồi hướng công đức là tốt nhất, tiện nhất, đúng pháp nhất. Nên thành tâm khai thị, khẩn cầu vong linh sớm hồi đầu quy y Tam Bảo. Niệm Phật cầu sanh cực lạc thì càng hay, càng chánh pháp. Ngày Dỗ Kỵ mà làm được các điều thiện thay thì được nhiều chư thiện thần ủng hộ gia trì. Nếu cứ sát sanh, hại vật, làm việc sai với đạo pháp thì các vị thiên thần sẽ lánh xa. Đây là điều không tốt cho gia đình trong tương lai vậy. A-di-đà Phật. Quỷ mẹ. Lúc Đức Phật thuyết pháp ở nước Đài Đâu thì ở trong nước ấy có một người đàn bà sinh được rất nhiều con và rất thương yêu con của mình, nhưng lại thích bắt cóc con người khác về ăn thịt. Những người làm cha mẹ ở nước Đại Đâu rất lo sợ, sợ con mình bị bắt cóc mất. Các vị tỳ kheo đi từ ngoài đường về đem chuyện này kể lại cho Đức Phật nghe. Ngài biết ngay đây không phải là một người đàn bà bình thường. Ngài biết trong nước này có một con quỷ rất thích bắt cóc con người ta ăn thịt, và không thể dùng một vài câu nói mà cảm hóa nó được. Đức Phật liền sai một vị tỳ kheo từ lúc quỷ mẹ vắng nhà bắt đứa con út mà nó thương yêu nhất, tên là Tần Già La, đưa về tịnh xá. Vì thế khi quỷ mẹ về tới nhà không thấy đứa con út bé bỏng của mình, đau khổ, nó bỏ ăn, bỏ uống, khóc lóc không ngừng. Chỉ trong mấy ngày thôi mà tưởng chừng như muốn hóa điên lên được. Một hôm, Đức Phật cố ý tìm cơ hội đến gặp nó, hỏi rằng: "Người có việc gì mà khóc lóc thảm thương như thế?" Quỷ mẹ nhìn thấy Đức Phật tạm ngừng khóc một lúc, lau nước mắt mà trả lời: "Tại vì lúc trước con đi vắng nhà, không biết ai lẻn vào bắt cóc mấy đứa con dễ thương nhất của con đi rồi. Người không ở nhà giữ con, để cho người khác lẻn vào bắt cóc mất. Vậy lúc đó người đi đâu? Người đi ra ngoài để làm gì?" Khi Đức Phật đặt câu hỏi như thế, quỷ mẹ giật mình. Vì lúc con của nó bị người ta bắt đi mất cũng chính là lúc nó lẻn vào nhà người khác bắt cóc con của người ta. Đó là một quả báo đương nhiên phải xảy ra vậy. Quỷ mẹ nói điều ấy cho Đức Phật nghe xong. Lúc đó nó mới thấy mình tàn nhẫn và sai lầm. Trong tâm sinh khởi một niệm hối hận. Tức khắc nó liền gieo cả 5 vóc xuống đất đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật lại hỏi: "Người có thương con của người không?" Tần Già La là đứa nhỏ mà con thương yêu nhất, một khắc cũng không rời nó ra. Con không thể nào sống mà không có nó. Không có nó, con chỉ có nước chết mất mà thôi. Đức Phật bèn nhân cơ hội đó để khai thị cho nó: "Người thương con của mình ra sao thì người khác cũng thương con của họ như vậy. Người đau khổ vì mất con mà lại đi bắt cóc con của người ta để ăn thịt, thì người ta cũng đau khổ không khác gì ngươi. Bây giờ ngươi có muốn tìm thấy con của ngươi không? Nếu có ai tìm được Tần Già La về cho con thì bảo con làm gì con cũng làm cả." Đức Phật biết là quỷ mẹ đã chuyển tâm hối hận rồi mới nói: "Ta có thể giúp ngươi tìm ra con của ngươi, nhưng ngươi có thực sự ăn năn tội ác của ngươi lúc trước, tức là tội đi bắt cóc con của người khác về ăn thịt không? Con rất ăn năn. Thế Tôn, xin Ngài từ bi chỉ giáo cho con. Ngài dạy con làm chi, con sẽ làm y như vậy. Đức Phật nói, từ nay trở đi, thứ nhất, ngươi không được sát sinh. Thứ hai, không được trộm cắp. Thứ ba, không được tà dâm. Thứ tư, không được vọng ngữ. Thứ năm, không được ăn uống loạn xạ. Mà còn phải lấy tình thương của một người mẹ hiền mà lo lắng cho con của người khác. Quỷ mẹ hỏi, không cho con ăn thịt kẻ con thì từ giờ về sau con ăn cái gì được? Ta sẽ bảo đệ tử của ta, mỗi lần được người ta cúng dường thì sẽ trích ra một phần thức ăn bố thí cho ngươi dùng trước. Quỷ mẹ vô cùng vui mừng, nhận lãnh lời giáo huấn của Đức Phật một cách thành khẩn. Đức Phật đem đứa con Tần Già La trả lại cho nó. Nó mừng đến mức không có ngôn ngữ chữ nghĩa nào có thể diễn tả nổi. Bèn phát nguyện là từ đây trở đi, sẽ hộ trì cho tất cả các đứa trẻ con của người khác. Thời nay khi ăn cơm, người xuất gia hay trích ra trước một phần thức ăn để làm phép thí thực, bố thí cho quỷ mẹ. Chính là do sự tích này vậy. Hạnh phúc đích thực, ánh tà dương dịu sáng vui tươi, lan rộng giữa khoảng trời xuân im ả. Gió muôn phương thổi lại, đem hương hoa về ướp thơm cảnh vật nơi vùng tịnh xá kỳ hoàng. Cỏ cây làng mạc, đượm vẻ thái bình, thanh tịnh trong buổi chiều hôm. Đó đây vài làn khói lam uốn éo vương mình trên mấy túp liều tranh cũ kỹ. Xa xa, một đỉnh núi cao của dãy Hy Mã Lạp Sơn, đội sắp xõa lùm cây trắng, trông giống như ông lão bạc đầu giữa khung cảnh thiên nhiên vừa êm đềm vừa ẩn vẻ hùng tráng ấy. Bốn thầy sa môn cùng ngồi đàm luận dưới gốc cây cổ thụ. Trời xuân tươi đẹp như dục khách sanh tình. Một vị bỗng lên tiếng bảo, này các huynh đạo, thử nghiệm xem trong đời có điều chi đáng yêu và vui thích nhất. Nghe lời ấy, ba vị đều tỏ vẻ tán thành, nói tiếp, hay lắm, hay lắm. Chúng ta mỗi người nên suy nghĩ, rồi đưa ra ý kiến để giải đáp câu hỏi này, xem đằng nào hơn. Sau vài phút trầm ngâm, vị thứ nhất bảo, vào tiết trong xuân, cây cỏ khoe tươi, muôn hoa cười nụ, tiếng chim líu lo trên cành bích, hương thanh phảng phất khắp nơi, phong cảnh thật là đẹp. Trong lúc ấy ví ta được thả hiền, trong lúc ấy ví ta được thả thuyền nhẹ theo dòng nước, mang theo bầu rượu đến sườn non, chắc trong đời không chi thú bằng. Vị thứ hai đáp, cảnh gia đình sum họp vẫn là vui, nhưng nếu thêm vào đấy những thức ngon, rượu quý và tiếng sinh ca khoan nhặt lẫn trong tình thân mật, nét hân hoan, thì tôi thiết tưởng hạnh phúc trên đời này chỉ trong ngần ấy. Vị thứ ba nói, tôi thấy nếu được sinh ra trong dòng tôn quý giàu sang, ở lầu cao nhà rộng, sẵn tiền bạc nhiều, ta muốn sắm món gì cũng tùy thích. Khi ra đường ta phục sức cực kỳ xinh đẹp, xuống ngựa lên xe, lúc nào nhà ta gọi đến, lắm kẻ kính thưa hầu hạ. Trong cảnh đó thử hỏi còn chi hơn. Theo ý tôi đó là thú vui độc nhất. Vị thứ tư lại bảo, giữa đời tiền bạc quyền tước có lẽ còn dễ tìm hơn giai nhân. Riêng về tôi, người nào có được ba nàng hầu tuyệt sắc, kẻ ấy chưa chắc vua chúa sánh bằng. Còn thú vui gì hơn khi ngắm nét hoa tươi đẹp, bâng khuâng giường lạc non hồng, lúc nghe giọng hát du dương, ngơ ngẩn như vào động bích. Lại còn lúc khi cùng người ngọc bàn câu phong tuyệt, cạn chén đồng tâm. Chắc rằng hạnh phúc giữa trần hoàng không qua mấy điều tôi đã kể. Sau khi tỏ bài ý kiến, bốn vị đều cho chỗ nhận xét của mình là đúng, cùng nhau tranh luận vân vân. Bấy giờ cách đấy không xa, Đức Phật đang đi kinh hành xung quanh kỳ hoàng tịnh xá. Nghe mấy lời ấy, Ngài động lòng thương xót, liền bước đến hỏi, các ông đang bàn luận chuyện gì thế? bốn vị tỳ kheo không dám che giấu, phải đem sự thật lên thưa. Đức Phật bảo, những lời mà các ông vừa nói đều là đường lối đi vào sự lo sợ, đau buồn, không phải là hạnh phúc lâu dài, chân thật. Vì sao? Cảnh vật dù tươi đẹp trong mùa xuân, nhưng sang thu đông là phải tàn tạ héo khô. Thân quyến tuy sum họp vui cười, song có lúc đau khổ vì sinh ly tử biệt. Tiền của ngựa xe là những vật không lâu bền, khi ta chết đi thì không thể đem theo. Đến như sắc dục là một mối nguy vô cùng, vì nó làm cho con người thân thể suy mòn, tinh thần mờ mệt. Những cảnh hư nhà mất nước đều từ ấy sinh ra. Tóm lại, bao thú vui mà các ông vừa kể, đã mong manh ngắn ngủi, lại chính là nguyên nhân cho sự luân hồi đau khổ về sau. Chỉ có cảnh niết bàn là sáng suốt, thường còn, an vui, trong sạch. Đấy mới chính là nguồn hạnh phúc chân thật lâu dài. Là sa môn đã lánh trần tìm đạo, các ông đừng để cho sự vui giả dối ám ảnh, mà tiến theo con đường chân chánh, sáng suốt của mình. Tiếp theo mấy lời ấy, Đức Phật lại nói kệ rằng, thương mừng sinh lo, thương mừng sinh sợ, biết rõ thương mừng, đâu còn lo sợ. Ái dục sinh lo, ái dục sinh sợ, nếu không ái dục, đâu còn lo sợ. Ham muốn sinh lo, ham muốn sinh sợ, nếu không ham muốn, đâu còn lo sợ. Ư pháp trong sạch, lòng thành biết thẹn, sửa mình gần đạo, được chúng yêu mến. Xa lìa thị dục, được chúng yên mến, nghĩ rồi mới nói, lòng không tham ái, sẽ thoát luân hồi. Đức Phật lại bảo bốn vị tỳ kheo, về kiếp trước có vị vua tên Phổ An, kết bạn với bốn ông vua bên nước láng giềng. Một hôm, vua Phổ An mời 4 ông bạn sang nước mình hội yến. Tiệc hoa kéo dài đến tận 4 tháng, tiếng ca nhạc thức lạ ngon đã làm cho tình thân hữu càng thêm đậm đà kháng khích. Đến ngày chia tay, vua Phổ An hỏi 4 bạn rằng, trên đời có thú chi là vui nhất? 4 vị quốc vương đều theo chỗ ưa thích tuần tự đưa ra mấy điểm sau này: cuộc dạo chơi, gia đình sum họp, giàu sang, sắc dục. Vua Phổ An nói, theo ý kiến tôi, những điều các ông bàn luận đều là thú vui mong manh và nguyên nhân đau khổ. Chỉ có đạo vô vi trong sạch là vui. Này các tỳ kheo, vua Phổ An thuở trước chính là thân ta ngày nay. 4 vị quốc vương kia là tiền thân các ông đấy. Kiếp xưa ta đã giải rõ sự vui khổ mà các ông còn chưa hiểu, nên mới trôi lăn mãi trong biển sanh tử cho đến đời nay. Nếu hôm nay các ông không cố gắng tu tỉnh, thì bánh xe sóng thác khổ đau chưa biết bao giờ dừng nghỉ. Nghe Đức Phật nói vậy, 4 vị tỳ kheo hổ thẹn, sám hối, khói tham dục tiêu tan, gương lòng lặng yên trong sạch. Khi Đức Phật trở gót bước đi, không ai bảo ai, 4 người đều ngồi thẳng mình để tâm vào cõi thanh nhàn vắng lặng. Chiều dương từ từ thẳm xuống phương đoài xa thẳm, dạ thần cũng bắt đầu rủ màn âm u trên vạn vật. Giữa khoảng trống của hai quả núi bên chân trời Tây, bỗng lộ ra nhiều vệt mây hồng rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo, thiên thần. Cũng trong lúc ấy, khi ánh sáng đời sắp tắt, ánh sáng đạo lại bật chiếu nơi tâm của 4 vị tỳ kheo. Trong một buổi chiều xuân, họ đã tìm thấy nguồn hạnh phúc khơi dòng trong cảnh trời xuân bất diệt, trời xuân của ly dục và thanh đạm. Có thì sẽ mất, giàu sang sẽ nghèo hèn, tụ hội sẽ phân ly, mạnh khỏe rồi sẽ đau chết. Con cái và cha mẹ ở kiếp này có duyên nợ gì với nhau? Ở một ngôi làng kia có một cặp vợ chồng nông dân, hai vợ chồng họ mãi mới sinh được một cô con gái. Nhưng con gái họ vừa chào đời đã có nhiều bệnh tật, thường xuyên đau ốm. Cũng chính vì có một đứa con mà con lại ốm yếu, nên hai vợ chồng họ rất sủng ái đứa con này. Đứa trẻ muốn gì được nấy, vì để chữa bệnh cho con gái, tiền của và tài sản trong nhà họ lần lượt ra đi. Vào năm con gái họ tròn 18 tuổi, tài sản trong nhà chỉ còn lại một con ngựa duy nhất. Một ngày nọ, cô con gái họ chỉ vào con ngựa này và nói: "Con muốn ăn thịt ngựa, cha mẹ hãy làm thịt con ngựa này đi." Hai vợ chồng người nông dân nhìn con ngựa khỏe mạnh, là tài sản duy nhất trong nhà, giúp cho việc đồng áng, nên không nỡ lòng giết nó. Nhưng nhìn cô con gái duy nhất đang nằm trên giường thoi thóp thì trong lòng lại thấy thương. Trong lúc hai người nọ còn đang phân vân thì cô con gái kia lại nhắc một lần nữa: "Con đang rất muốn ăn thịt con ngựa. Cha mẹ không giết thịt con ngựa thì con sẽ chết mất." Hai vợ chồng nọ thấy con gái nói như vậy liền vô cùng luống cuống hoảng loạn, liền đem con ngựa ra giết thịt. Sau khi làm thịt con ngựa, vợ chồng họ làm món hầm cho con gái ăn. Nhưng thật không ngờ, chỉ nửa canh giờ sau khi ăn, con gái họ nằm trên giường mà chết. Hai vợ chồng người nông dân gào khóc thảm thiết. Hàng xóm láng giềng đến an ủi động viên, nhưng cũng không thể làm vơi đi nỗi đau mất con trong lòng họ. Con gái chết đi là một sự đả kích rất lớn đối với họ. Mặc dù họ biết rằng từ khi con gái ra đời đều mang đến vô cùng nhiều hoạn nạn, đến mức mà ngay cả tiền làm tang chôn cất cũng không còn. Nhưng vì thương con, vợ chồng họ cũng không còn tha thiết sống, cả ngày thẫn thờ. Thấy thương cho tình cảnh của hai vợ chồng họ, một người đàn ông trong làng đã tìm đến nhà và nói với họ rằng ở ngôi chùa ở phía nam ngọn núi kia có một lão hòa thượng, ông ấy có thể giải phá được rất nhiều chuyện ly kỳ. Hai người thử lên núi tìm gặp lão hòa thượng để hỏi về chuyện con gái của hai người xem. Thế là hai vợ chồng người nông dân kèo đèo lội suối tìm đến gặp lão hòa thượng để thỉnh giáo. Sau khi kể hết sự tình về con gái từ khi ra đời đến lúc mất đi, người chồng cất lời hỏi: "Thưa thầy, không biết nhân duyên kiếp trước của vợ chồng con và đứa con gái này là như thế nào ạ?" Vì lão hòa thượng nghe xong không nói gì mà nhắm mắt lại ngồi thiền nửa ngày. Sau đó ông chậm rãi nói: "Ở kiếp trước, thí chủ còn nợ con của thí chủ một khoản nợ, nên kiếp này phải hoàn trả. Hai người có muốn biết kỹ càng về khoản nợ này không?" Hai vợ chồng họ phủ phục trước mặt lão hòa thượng rồi nói: "Chúng con rất muốn biết nguyên nhân thực sự là gì, xin lão phương trượng nói chi tiết ạ." Lão hòa thượng vừa nhắm mắt lại vừa chậm chạp nói: "Ở kiếp trước, con gái của hai người là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Vào năm thiên kim tiểu thư này 18 tuổi, cha mẹ họ cùng cô con gái của mình đi thăm người thân. Không ngờ giữa đường lại gặp một toán cướp. Thủ lĩnh của toán cướp đó chính là con ngựa của nhà thí chủ ở kiếp này. Còn hai thí chủ khi đó là đám thuộc hạ của nó, tức con ngựa kiếp này. Ba tên cướp này đã cướp sạch tài sản của nhà họ, giết chết cha mẹ cô gái, đánh đuổi nhà họ. Còn tên thủ lĩnh thì cưỡng hiếp cô ấy. Cuối cùng, vị tiểu thư này đứng trên vách núi thề rằng: kiếp sau nhất định ta phải lấy đầu tên thủ lĩnh này để trả mối hận trong lòng. Nói xong, vì tiểu thư này nhảy xuống núi tự vẫn. Về sau, tên thủ lĩnh vì cướp bóc quá nhiều, chết bị đầu thai thành súc sinh. Còn hai thí chủ về sau có làm việc thiện nên vẫn được đầu thai làm người, nhưng vẫn phải hoàn trả khoản nợ kia. Vị tiểu thư kia chuyển sinh làm con gái của hai người chính là để đòi nợ kiếp trước." Hai vợ chồng họ nghe xong nửa tin nửa ngờ: "Hòa thượng, những lời ngài nói là thật sao?" Lão hòa thượng nhìn hai vợ chồng họ rồi nói thêm: "Thí chủ hãy nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra với bản thân và cô con gái của mình thì sẽ thấy rõ điều này. Tất cả tài sản của thí chủ đều dùng để chữa bệnh và nuôi dưỡng con gái. Đây chính là tài sản mà thí chủ đã lấy của người ta ở kiếp trước, nay phải trả lại. Đến năm 18 tuổi, con gái thí chủ nhất định đòi giết thịt con ngựa kia. Chẳng là ứng với lời thề kiếp trước hay sao? Hai vợ chồng người nông dân lúc bấy giờ mới ngẫm nghĩ lại, thì thấy quá đúng, là mọi câu chuyện đều y như lời vị hòa thượng nói. Họ lập tức bái lại rồi thỉnh cầu: xin phương trượng chỉ bảo cách để chúng con thoát khỏi nghiệp lực này. Lão hòa thượng trả lời: chỉ có vứt bỏ cái ác, một lòng hành thiện, là một người lương thiện thì mới có thể hóa giải hết được. Nếu làm việc ác thì kiếp này không trả, kiếp sau vẫn phải trả hết. Hai vợ chồng họ cung kính cảm ơn vị lão hòa thượng rồi ra về. Cũng từ đó, hai vợ chồng họ một lòng hướng Phật, làm việc tốt để mong sám hối cho những tội ác ở kiếp trước của mình, và cũng là để gieo trồng phúc báo cho kiếp sau.